bắt đầu. Ok, chào anh em nhá. Đây là nay là mua được mấy chiếc, một chiếc DRM này. Máy zin nhá. Có xe OEA này á, lại cọc người cọc mất rồi, nhưng đang hẹn cọc nhưng mà chưa cọc nhá. Cọc đã cọc tiền chưa? Cọc rồi, đắt rồi. Một chiếc xe P1 này. Một chiếc Ivalet này. Đấy, một chiếc DRM Việt Nam này. Con xe màu đỏ đấy cọc mất rồi. Đây có con zin Thái này, máy nguyên này anh em này, nó sản xuất năm 1997. Giá vô cùng yêu thương. Đâu em điệp tới đâu nhỉ? Gọi điện tới đây anh em này. Đây em có thể quay cho anh một chiếc xe DRM này. Đấy. Đầu máy 8 vạn nhá. Sơn zin máy zin anh em nhá. Giá này vô cùng yêu thương nhá, giá hợp lý có 29 triệu thôi. Anh ấy không ra đâu. Không ra, anh xấu hổ lắm. Không ra thôi. Ở đây cảm ơn đây. Đấy một chiếc DRM đây, đúng rồi đúng biển anh em nhá. Một đại ca đậu Đông Anh đến bán đấy, ngại. Đây một chiếc xe DRM Thái đây nhá. Xem xong đẹp em bật plat lên cho anh. Đấy. Cảm ơn 71 anh em vẫn đang xem đây. Đấy. Xin xe mới về nhá, mình like anh em gọn gàng. Đấy, có tín từ từ cho ra, từ con một đó. Đấy. Đầu bò em quay đầu bò nhá. Từ từ cho ra ơi, cho tắt cái đường thôi. Đuôi vào kia đi. Anh để phân cho em cái, đừng để đây, để cho vào nhà đi, không để đây. Quay đầu bò được. Tắt đường thôi. Rất hợp lý nha anh em, để cho anh em con này giá tình thương mến thương. Mua con này sơn zin máy zin nhá, mua con này có 29 triệu thôi nha. Nếu anh em nào thật sự quan tâm thì cộng anh em con này 2,5 triệu. Giá nó là quá là hợp lý, sơn đẹp không? Nhìn máy là máy đúng máy zin nó ngọt lắm. Nghe tiếng của ngọt lắm anh em. Đây mở cái yên ra anh em xem. Chào 93 anh em vẫn đang xem nhá. Đây. Một chiếc xe DRM này. Rất đẹp nhá, đáng để mua đầu máy 8 vạn anh em nhá. Xe chất lượng. Anh ơi, bảo anh xong rồi bảo anh xuống. Đâu con xe đây. Ê. Xong rồi nhỉ. Ông anh bán con zin ra đâu? Con zin mấy rồi? Mua con zin 16.500 thôi. Tính rồi. Lắp con này đi cho anh. Đấy. Không mang từ đây nữa. Để xong nó đã tắt cái đường rồi. Từ từ cho ra. Đội này đang loạn này, Đức Bê-mâm đang Đức Bê-mâm này đi vắng nên anh em nó hơi loạn xạ tí. Đấy. Đây một chiếc xe DRM vừa mua trong nhà ấy. Đấy anh em vừa mua trong 16.500 xe này dành cho anh em đi làm đi ăn đây. Rất là hợp lý nhá. Đấy em có thể quay anh một vòng xe. Chụp hai xe, ok. Em để xe đây cho. Đây, để em chụp ảnh cho. Chị đứng đằng kia. Kệ, gói ánh mở rồi. Chưa cũng được, chưa cũng làm được. Đây. Đấy. Em có thể chào các anh trên này cho anh thế. Chào anh em. Chào anh em nhá. Em tên gì ấy? Giới thiệu tên. Ở đâu ấy? Ở đâu qua? Hùng Mọ. Ông anh. Em tên Toàn. Toàn à? Hùng Mọ, ok. Hai anh em đây, chị Dung đâu? Đây, bắt kiểu tay này đây. Em đứng đây. Rồi, bắt chụp ảnh cho máu. Rồi. Đây nhá, đây nhìn đây nhá. Rồi nhìn. 1, 2, 3. Ok, Hưng Toàn nhá. Anh okay. Em làm một đôi xe là SH của anh. Hai anh em làm hai con luôn. SH là hai con em. Ô tô chứ em mua anh. Mỗi anh em một con đúng không? À trước mua cả ô tô của anh đúng không? Em mua con. Em mua Lancia. À ok. Đấy. Khách hàng ô tô ngày xưa năm 2018-19 mình mua ô tô đấy. Năm 2019. Đẹp ra chưa? Đấy. Ok. Ừ. Bạn ra gì riêng cho anh nhá. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em và tiếp tục tác nghiệp cho các anh em phục vụ. Ok nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy khách hàng trước mình mua ô tô nhá. Những năm 2018-19 thì nói về Hoàng Kiên, ô tô Hoàng Kiên thì buôn nó đẳng cấp luôn, bán như rau. Đấy, bây giờ mình quay về xe máy. Nó vẫn là nghề chính của mình. Đá vô cùng cái thương con này mua có 16.500, em nó sản xuất 2011. Đấy. Xe em đi làm, đi ăn, đi xây, đi công, đi việc, đi chở dê, chở bò, chở cá, chở lợn. 16 triệu. Sorry nhá, mua 16 triệu ạ. 16 triệu 200, giá nhập vào. Thoải mái anh em ạ. Em nó đến từ Bánh Đậu Xanh Hải Dương. Đấy. Đấy. Chào Trần Tuấn nhá. 16 200 anh em nhá, mua 16 triệu 200. Đây.
đẹp nhá, xe ngon lành thành đạo nhá, giá vô cùng yêu thương nhá cậu nhá anh em. Con này 2 triệu. Xe có ấy chứ anh, tổng chi à? Tổng chi 162, rất rẻ nhá. Jim Việt Nam đời 2011. Máy chạm rồi nhá, nhưng mà xe được cái chất lượng máy lô Tiến Tuấn nhá, anh lô tất cả mọi người. Tốt nhá anh em, đi tuyệt vời đấy. Đại ca mà đi xây cũng tuyệt vời. Đây, con này 18.200 đấy, 011. Xe này xe chở tiền về nhá, chứ không phải phòng khách phòng cưới đâu. Đấy. 18.200 mua 162 cộng 2. Con Avalanche này của nhà mình anh ơi. Ok đây điểm không lấy đâu. 3 triệu. Ông anh à? 3 triệu. Đây ông anh đang có con 82 đấy, đây giới thiệu anh em, đại ca ở Đông Anh đang mang của anh đấy. Anh có thể giao lưu em trên này đi. Đấy. Anh chào các anh trên này cho hộ em đi. Chào cái gì? Nhưng mà thôi anh chào ai không? Chào anh cứ chào cái thôi, xong chào 500 anh em gì 50.000 luôn, 50.000 anh em. Ừ, ok. 82 đời 95 xịn đấy. Anh giới thiệu đầu máy. Anh giới thiệu tên Mạnh Nguyên, Vành Nguyên đấy. Ờ anh tên là gì? Tuấn. Anh Tuấn ở bên Đông Anh. Đông Anh. Một đại gia Đông Anh. Anh Tuấn mua xe này, thấy anh Tuấn bảo là anh mua con này từ năm 2000. Từ năm 2000. Để giữ để đi chơi. Rồi. Thế là anh em đi uống chè đá, uống chè nhá, chè chấm gió. Máy Nguyên, Sơn đấy. Nguyên, Vành đấy. Nguyên. Mấy đại ca Đông Anh rảnh rỗi đó. Rồi xe 95 này, gọi là nhật xịn này, từ đầu nít này. Nói ông buôn xe là ông biết, nhưng rồi. Con cốp lổi vứt bẹ đi. Anh Tuấn đây bảo con này không bao giờ, không bao giờ con cốp lổi không ăn được con này của anh ấy. Mấy đại ca Đông Anh chắc anh em những lúc nào rảnh rỗi ngồi chém gió chắc là cũng phật phật đấy. Máy Nguyên này, rồi. Vành bánh 95 xịn. Rồi. Từ đầu nít, được chưa, nói thế được chưa? Nói thế được chưa? Rồi. Anh nghe rồi. Thật ra những con xe cổ này cũng không đơn giản đâu, nó chỉ là cơ may mua được anh em. Yếm gần gì rồi. Nguyên vàng ươm này. Đính mua. Mẹ máy nghe sướng. Yếm vỡ vỡ một tí rồi có hàn rồi nhá. Gà gà chít chít đấy. Ừ. Đấy đúng không? Đấy, gà chít chít đấy. Gà mọi gà mẹ gọi gà con đấy. Đấy. Chiếp chiếp ấy. Rồi. Con xe đầu nít con này Tuấn thì em nhìn biển nó đẹp nhá. Biển số 5 này nữa này quá là đẳng cấp. Anh ấy đòi là đòi 35 cơ, đang giả anh 27. Mới lên 28 rồi. Anh ấy gọi là mua được con xe tin tái vừa xong ấy, còn con này thì đang anh em đang phải cân nhắc tí. Đấy. Con xe này của anh Tuấn thì công nhận chất lượng máy tốt, như cái là về cái đồ nhũ thì bọn em vẫn nói là đồ nhũ đồ mẹ được, nó ra máy đẹp thế, nhà nó vành đẹp. Anh ơi, vành đất Đông Anh tàu nguyên si. Đất Đông Anh bác để hơi vàng. Nước rửa. Bác phải rửa nước máy. Nước sông cho bác, đừng đưa nước giếng cho bác qua bể lọc không xong đâu. Đấy. Tiến Tuấn ơi, con NH đăng ký biển 30P5 ấy, con ấy không biết đổi cho em chưa. Tiến Tuấn con xe 47 triệu khả năng là không lại hồi về nhá. Anh Tiến Tuấn nhá, con xe SH 47 triệu khả năng lại phải hồi về đấy. Có Vision xanh đen đời 20 Vĩnh Xuân. Hiện tại là để kiểm tra xe rồi nhá. Đúng rồi. Mẹ xe lúc mua mẹ đất mẹ giờ có tiền. Ê, rồi nhưng mà hai ngoài cho anh thì mua từ năm 2000, anh ngồi chiếu trên. Anh đi đâu gái theo, mẹ gái theo, nhưng bây giờ bác phải chấp nhận thôi. Máy nổ sướng á. Không, con này chất lượng thì đảm bảo á. Máy thì không phải suy nghĩ rồi. Thôi chương trình nhà hôm nay nhá, thì gần như chúng ta chào nhau, quan họ nghỉ chúng ta lại về rồi. Thì thôi cũng lời cuối. Từ con 82 đến bán thì con Jim thì bán rồi, con 82. Chủ định là bán con 82. Vâng. Không muốn bán con kia. Ừ. Đấy, cứ chỉ là cưới con này nhưng mà lại đấy nhiều lúc cuộc sống nó. Bán đi, để đi taxi về. Anh ơi em mua là lấy 32 triệu. Dạ, đấy là máu mày. Không bán được. 32 thì nghe rồi. Ừ. Rồi vào máu rồi ạ. Chào vi phạm nhá. Đấy 40 vi phạm. Anh em có cái tên nào tên vi phạm mà ác ấy. Đặng Trình. Mạnh Đô. Nó là 32 đấy không? Mẹ lên đây, ông lên đi tôi xuống. Mẹ 32 đấy. Không lên. Mua được. Đấy ông lên đi. Lên 28 rồi, lên 29 không, rồi. Không, mẹ 32 xong mẹ đi.
Thôi này nhá, em lên cho anh một câu này nhá. Tròn 30. Rồi, bình thường để anh em các đại ca đại gia Đông Anh nói chung là đến đóng góp rất là nhiều. Không. Đi tiền taxi đi. Taxi về. Lại xe được. Đòi 40 là rút đéo rút nhiều thế. Anh cứ đòi 100 cái anh đòi 100. Không mua được. Anh ơi, em rồi, anh 1 triệu đấy. Em nhá. Mẹ 35 rồi. Đưa. Trên like là rồi nhá, đến khi Hoàng Kiên anh xong anh dừng like, em chỉ mua lại quay về giá 35, lúc 35 lại quay về giá 27. Kệ anh nói 35 anh nói trọng. Bây giờ anh bán cho em 30 ở trên like em mua cho anh 30. Nhưng mà đúng ra nhá, nếu mà xong dừng like em mua anh chính thức em mua anh 28. Đây bởi vì em kiến thức video em rất là quý, bởi vì thật sự anh em mua bán trực tuyến này. Thôi lên mẹ 1 triệu đi 31 đi. Không, anh léo anh lấy tròn này. Anh phải thông cảm với em anh nhanh Tuấn á. Em rất là quý. Cháu hộp sữa đây. Anh em trong nhà. Hiệp giới thiệu em thật anh em để. Em rồi. Không vô tư lắm, không quan trọng đâu. Đấy, thôi lên 1 triệu đi ông ấy. Không lên đi. Mẹ 1 triệu nghe đi. Tôi 1 triệu khổ. Để anh em đi tiền taxi. Các anh trên này không nghe em lại ôm chết. So với con khác không được. Ăn tròn lấy 1 triệu. Không được đi. Anh phải vui vẻ 35 chứ. 35 triệu không được. Giờ xuống tiền có cái SH nào 2022 không? Có chứ anh ơi, Nguyễn nhà đây có con xe SH vừa mua rồi nhỉ? Chưa. Vừa mua trên nhà ấy, màu trắng nhá. Vừa mua có 7,5 150 AB CBS đấy. Đấy màu trắng ấy, đấy mới, tí like xong. Anh Nguyễn nhà nhá. 31 triệu. 30 thôi, đừng lấy là đấy, 20 năm ông anh dùng cơ bản em biết là bác cũng không quan trọng là về cái tiền nhưng mà bác quý cái xe thật từ nãy giờ thật bây giờ tiếp thì mới mua nhưng mà con xe này được chất lượng tốt nhưng mà nó thật là hình thức bình thường nhưng anh em nó thật là hình thức bình thường nhưng thật sự ai đã ngồi trên con xe này là sướng đúng không thật, em nói thật xe giữ gìn cực kỳ luôn đấy anh bảo từ khi nói về cái xe này đi đường mọi người ai quý rồi bảo anh dừng không đi nữa để đúng rồi để nói, thật không đi nữa để được mấy tháng anh để chính thức để dừng không đi lại mấy tháng này không đi đọc ở để nhà thì chịu đi lên quanh làng thôi vẫn đi đấy lên cưa đi nhanh lên 1 triệu đi nhanh lên để thôi, đi về mẹ. Em không mua đâu không cho bác về đấy lấy 500 tiền taxi đấy nó bảo thế thì được đấy, thì đấy. ông này ông này chủ xe mà. Ok, chốt rồi, làm trong. Ôi trời ơi. 35 triệu, lúc 40 triệu rồi. Đợi. 40 triệu xuống còn 23 triệu làm trong. Chết rồi. Này, em thật anh nhá. Giữa anh Tuấn đấy, em bảo rồi, anh. Em không hề mua rẻ anh. Anh Tuấn ơi. Em không hề mua rẻ anh nhá. Gọi ông livestream tôi nhìn thấy ngượng rồi. Ok, một lần nữa chốt cho anh Tuấn là 30 triệu 500. Đấy anh em. Cộng cho anh em 2 triệu. Đấy chương trình nhá, anh Tuấn anh em bọn em vô tư. Đấy anh em thật sự ai quan tâm. Nếu mà các anh nào không mua thì em sẽ nhận em lỗ. Thế thôi. Thế ạ. Ui, tôi nói ok. Trên ngựa, ngựa. Đang bêu. 40 triệu đấy, đến đọc thách kinh lắm. Sếp đọc thách kinh lắm. Cho lên like là thế, cho lên like ông mẹ. Không bán được rồi, số hổ khổ thân. Đấy nhá, con này mua là 30 triệu 500. Cộng cho anh em 2 triệu, nói chung là mình là người đưa lò thôi, nhưng mà chất lượng đảm bảo. Sơn zin máy zin. Sơn zin máy zin nhá. Anh Tuấn Đông Anh này, anh ấy sắm từ năm 2000 cơ. Đấy. 29U này đăng ký lại đúng không? Ờ đẹp mà, hàng đẳng cấp. 29U nhá anh em nha, 29U 4 4678. Từ lúc đó 40 triệu. 40 triệu. Chào nhau về rồi. Nói chung là thôi, cuộc sống đôi khi nó luôn luôn phải thế, mình là người đưa đò thôi anh em ạ. Hơi 70 nhá anh em nha, 82 hơi 70. Này, máy nó êm vết nó không có tiếng động này. Này, đầu bò này, úi giời. Chấm hết cho một cục tình. Đấy, một vòng này em quay qua một vòng nữa xong rồi tắt máy. Lườn nóc phẳng căng. Đấy, lại một vòng nữa, một vòng thật nhanh này. Đấy. Cứ làm nhiều vòng, anh em quay nhiều vòng, sốt. Đấy. Ra máy anh em này, ra máy zin đấy mọi người nhá. Sơn zin này. Nắp bình xăng, hơi rôm một xíu. 5678 đấy, con này biển đẹp nhá, đây. Con này biển 4678. Biển tiến, biển đẹp nhá. Thớt đẹp lắm, em ơi, quay anh thớt nhấc này ra. Quay thớt này thớt được nhá. Đấy. Ok. Đấy, thớt đây. Em ơi, sao tí này không biết dắt rồi, toàn dắt con xe trước lai mới lai rồi. Này toàn dắt xe vừa lai mới lai xưa nay. Tại bây giờ nếu mà lai nữa thì phải lên tầng. Thôi tiếp tục con này đi.
Ông anh qua đây thì con này của ông anh đây anh ạ, anh phải mua ông đấy. Anh like mấy con trước này đi này. Anh Phong à. Anh Phong thì con đây này trước anh em cũng đã gặp nhau rồi. À, em cài mic cho anh Phong chào các anh trên này đi. Ok. Hiện tại đang 153 anh em vẫn đang xem. Chào 50.000 anh em nhá. Bộ đàm sự kiện. À, anh Kiên định giá hộ em con SH CBS 2017 400 cây chuẩn mua về đắp mền biển Hà Nội. Xe bộ đàm sự kiện ơi, con đấy thì đẹp nhỉ, 400 cây mới đấy. Nó tầm khoảng gần 80 triệu. Tầm khoảng 75 triệu. Tầm 75 triệu. Đấy anh Phong đây, anh em mình gặp nhau phát này là phát thứ hai rồi nhá. Cố gắng hai bên chạm nhau cái con nó xa quá. Nói thật là con này là ở Hà Nội là không có con thứ hai đâu. Suất này phải 9 triệu. Xe coi như là ấy, xe của coi như bà hiệu hiệu phó trường Nghĩa Tân đây này. Rồi để em xem nào. Hiệu phó hiệu trưởng quay đây. Hiệu phó hiệu trưởng máy móc ra sao? Em nhìn cái đầu bò dã man. Hiệu phó hiệu trưởng nó làm sao này? Đấy anh Phong. Máy móc trắng xóa hết đấy. Đây trông được đấy nhỉ. Không nhìn. Không con này nó đẹp mà hôm qua là anh mang ra là vì nó đang bẩn anh không rửa. Anh bảo về rửa nó đẹp lắm. Em nhìn cái trục gật này bô này. Cây bô nó đúng như xe mới. Rồi. À, Xuân Thành. Cả okay. Cái xe là mới chỉ có thay mỗi đôi lốp và thay mỗi đôi lốp. Còn cái bộ nhựa nó là vẫn zin theo xe đang dán kín ni lông này. Rồi. Bao tiền anh Phong? Anh đang muốn bán 36 triệu. Ôi ôi thôi nhớ vào việc đi. Thời gian em chỉ có thời gian rất là ít, nó không có nhiều, chỉ có 1 phút 30 giây. Bây giờ mình đây, không có dòng đây. Dòng dai gì. Hôm trước thì em giả anh 25 triệu đúng không? 25 triệu em. Hôm giả anh, hôm trước anh giả mà em giả anh 25 triệu mà. 29 rồi. Không 25. Từ 30.5. Hôm em cứ 27 28 29 nhưng anh đi về luôn. Không, anh em giả ngoại giao thôi, em giả ngoại giao. Ngoại giao. Thì đây em cứ xem lại cái xe nó có đúng rồi này. Anh phải điều phối xe nhá, đừng để nó tắt quá nhiều nhá. Đức Bêm hôm nay thiếu vắng quá là tự nhiên Hoàng Kiên này đang bị nhớ nhung. Em nó về nó hỏi vợ tí, nó lúc lắm, đi tắm ngay. Em thì nó đẹp. Nay nó vắng phát là anh còn Kiên. Còn ta xô bảo anh ở đây. Đoạn đấy. 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 Ôi chương trình này không nhá. Em giải quyết cho anh nhá. Chương trình này nhá, em mua cho anh 27. Ui em. Thế anh có đứng đây, nói đứng đây cho nó. Ôi, giám đốc Kiên hôm nay nào hôm trước giờ 28 và 9 anh còn đi về anh bảo lỗ. 28 là thủ tướng sang nước ngoài là ngoại giao, nói chung là ký gọi là cũng là một trong những gọi là em bản ghi nhớ. Đấy, nhìn của anh cái xe nó đẹp thật sự. Thủ tướng tài trợ cho hãng máy bay Bombo Airways là nó có tổng khoảng 1 tỷ đô. Anh thì thế thì anh bản ghi nhớ rồi chứ chưa xuống tiền. Đấy. Nếu con này nó mà quay thái thì chắc là anh phải cất đi. Rồi rồi. Nhưng nó là phiêu 1 thành ra là nhưng máy của nó thì đi đúng như phiêu 1. À đúng như quay thái. Thôi thôi tinh thần này. Rồi em mua cho anh thôi. Cũng không phải gì, cũng không phải neo lên neo xuống nhá. 28 triệu. Lỗ em hôm qua anh đã bảo là sáng nay bảo lỗ bán được thì anh đã bán qua rồi. Thôi anh ơi, em em nhìn con xe nó như anh thế này. Anh bán là ý sáng nay anh đến là em nói cái xe em như bảo thế này. Giờ like em đây, to em lên. Đây, em nhìn cái xe như thế này. Em nhìn cái cụ máy của nó gầm máy em, rồi nó đẹp dã man. Đấy em nhìn cả cái gầm xe. Ôi gầm mẹ gì đấy em ơi. Nó vẫn thế thôi anh. Mà con xe này không có vào một cái đồ gì cả em ơi. 28 một con đi. 28 anh nỗ không bán được, quán anh quán. Chào Huy Kevin nhá. Chắc là thôi em lại dừng đấy. Anh em mình đành lại cái đấy thôi nó muộn rồi. Nó hết thời gian mà mình không còn nữa. Đấy. Đây không em chở con khác. Anh chưa thấy em mua được con nào đẹp con này, đấy phụ chờ một. Em mua. Ôi, giờ nó nói giờ nó nhớ. Không anh nói không? Anh hay xem anh biết mà. Của bác thì bác cứ có được quý nhưng mà con em này. Em bảo là anh chuyên mua anh Thái, anh nhìn anh biết xe nó mỡ như thế này em bảo anh, nhìn nha. Anh để cho em 28 triệu cộng. 28 mua nào được anh buôn thì lỗ thì buôn cái gì đấy. Đấy lúc anh thích nha, mình thống nhất tưởng lên đây con này. Đây. Không anh bảo là không được. Hôm qua là em cứ chê nó đen, anh bảo về anh rửa đen nó trắng lắm, xe đẹp lắm. Trần Đức của anh Kiên mua con 8246 triệu đẹp thật sự, ai sở hữu nó duyên lắm. Đúng rồi, hôm nay Cương hói ra mấy em tha thiết con đấy lắm, nói chung là ai là cái duyên. Em đang mua cái loại mười mấy triệu, con này giá nó ngược lên này nha em ấy. Ôi,
đúng không? Em mua toàn mấy triệu. Vẫn là đến chưa đến cái tầm của em. Thôi. Thì thôi mình ngọn ngàn em đi. Bảo là đăng ký nó như kiểu xe mới các bà phải nói là đây. Em xem anh đăng ký chính chủ nó như xe mới này. Em xem đăng ký đã thấy xe anh như là mãi hôm nay mới được xếp chào Y Kevin. Anh em mới comment như này mới chào đấy nhá. Con này nó chất lựa Smart Home Pet Ha. Ok chào Smart Home Pet Ha nhá. Không ăn. Em nhìn xe nó như thế như khúc giò này, bô này, bô có đúng như bô mới không? Anh ơi nó không, chìa quá nó gì, lâu không anh ơi, nó lâu không. Thì em phải mua lên cho anh giá mới được. Thôi em lên anh 500 nữa. Anh biết em chỉ có cưa kéo rẻ 1-2 triệu rồi. Thôi tóm lại là 30 triệu. Ôi 30 triệu thì anh ô nói thật không bán được. Anh xem có xe này em mua qua thợ và hoa tiêu. Em giải anh 28 đúng không? Thêm 500 là 29 triệu đúng không? Đấy, thế là thêm 500 là 22 à là à thêm 500 là 28 rưỡi. 29 triệu. Ok, 29 triệu. Chấp nhận. Thế bùa bố thì mẹ đỡ lâu. Đó là xong 29 triệu là anh bán. Đang là vàng. Ok. Ok. Thôi rồi. Con này là con này đúng để kê dựng con xe đẹp thật. Không phải là anh bán hay khen đâu, em nhìn đây này. Trục giật nó vành bánh tâm nan. Rồi rồi ok. Anh Phong chào các anh trên này nhé. Rồi chào 50 nghìn anh em nhá. Vâng vâng, okay. Cũng phải lúc giao dịch được nhưng chẳng nhá. Vào mãi không ra nó chán, nhiều lúc nó nhọc. Ở đây đây cái này. Ok cộng cho anh em con này 2,5 triệu nhá, sẽ dành cho anh em, cho dành cho người thắng cuộc ấy. 4 triệu đâu ra mà anh em ấy cảnh ấy, nó là đưa đò. Cảnh đưa đò anh em định anh em nó một tí thôi chứ. Đấy. Anh Phong bảo không có con thứ hai. Anh ấy bảo không có con thứ hai. Con thứ hai có mỗi con này biển số này. Anh về sáng chiều qua anh xích còn chưa thay. Anh Phong bảo con này nhúc xích chưa thay nhá. Thôi rồi, cũng cảm ơn anh. Chỉ thay đúng mỗi đôi lốp thôi, nên anh bảo xe nó rất đẹp. Rồi, cả cảm ơn anh, nói chung là hữu duyên ai có duyên được. Em biết anh toàn em mới có cộng đã cộng. Rồi. Thôi anh bán đi, em là bán rẻ đây cô cứ bán. Vâng, bán đi cũng nghĩ anh em tình thương với thương. Okay. Anh Phong ở nhông xích chưa thay. Đấy các đại ca nào quan tâm một con nhông xích chưa thay này. Mua 29 triệu. Đấy. Đấy đây như thế. 29P84373. Đứng gọn. Tất cả gọn xe đấy nhá. 500 ạ. Mua 29 triệu. Đâu mua 29 triệu. Giờ giới thiệu xe nhà đi anh, cho nó bớt bớt đi anh. Bớt bớt mấy xe nhà nhá, mấy em từ từ tắt nhá, từ từ tắt. Kia này giúp cho anh con để anh đi về đón cháu. Đây quên. Ok anh Nguyễn. Không tắt đây, từ từ tí nữa tắt. Quá thiếu này thiếu vắng đức này. Ưng ý quá. Tắt xe đi cho anh. Tắt đi. Ưng ý quá là phải mang kia. Chụp cái gì nữa. Biển đẹp. Nay thiếu một đức quê mâm hơi vất vả đi. Nay thiếu một nhân sự xuất sắc nó khổ. Anh Luyến chào anh trên này đi. Chào anh em trên Facebook Hoàng Kiên nhá. Rồi. Smart Home anh em xếp Kiên nuôi quân với nuôi ngân hàng vất vả lắm các bác bán xe. Bán rẻ thôi. Ok đúng rồi. Dừa xem mến chưa à? Ui là nhiều quá, không phải nhớ được. Đang quay lại. Thôi con này hơi dơ này. Quay hơi dơ. Hơi dơ chứ à. Anh Luyến ơi, giờ ra con này bao nhiêu đây? Xe rồi, là 22, biển tươi tắn. Rồi. Thôi cho nó nhanh nhá. Rồi. Không muộn rồi. Rồi muộn rồi. Nhà xa. Rồi. Để cho Kiên là 38 triệu 500. Rẻ thế, rẻ lốp còn gì theo xe không anh? Không, thay rồi. Giá đấy là lốp theo xe rồi. Đồ bò đẹp. Xịt dầu, xịt mỡ đây, ẩm hết đây. Dạ. Đồ không, bò không. Hay là chỉnh nấm gì nhau. Không này. Không, nguyên tuyệt đối chứ làm gì có máy ra. Không máy ra đâu, máy ra thì trả lại luôn. Nhưng cái đầu bò sao đây anh cứ để ẩm đấy, xấu. À, đây rồi đúng rồi, thấm cái lắp xúc áp trên này. Quên này, cái lắp xúc áp trên hơi thấm này. Anh không để ý. Có bị thấm đấy. Giờ vừa thấm, chắc mới thấm. Thôi thay cái doang cái hết luôn mà. Con đầu bò quá đẹp luôn. Đầu bò động lên trước. Ôi lóc ống uống cái này hơi bục tí nhá. Nhìn nó ưng ý quá mang ra Hoàng Kiên. Con này ống uống hơi bục tí rồi. Ống uống em xoay ống uống nhá. Xoay ống uống gập và xoay ống uống. Ê bị dính đi ống uống. Con này phải lắp nhựa vào. Con này anh em mới bán phải lắp. Xe ưng ý đấy.
mà 22. Cuối cùng 22. Không bị xèo phát đấy. Biển tươi. Con này cũng bị xèo phát, tay lái này hơi gộp vào tí đấy. Con này cũng bị xèo phát đấy. Gọi là mua lệch cả càng rồi nhá. Không lệch tí nào, lệch rồi, lệch rồi. Cần tắp luôn. Lệch rồi. Hay là do lắp cái giỏ lệch rồi. Em ơi. Lệch giữa kè dài và dẻo này. Ê. Anh nhìn nó cần tắp luôn. Cần gì đây anh em đây rồi. Ê, giữa vành cái này hai cái nó ăn thôi nhá. Cần tắp luôn thì có gì. Không bẻ không được các loại này. Muốn ăn càng thôi, không cách nào. Không. Bẻ. Đấy. Nhẹ cái là sạc. Không được, nó vênh rồi. Bắt được. Vênh như này, con này bị xô phát đầu. Đây là chỗ này bị chạm. Đây là máy này. Máy ứng ý lắm. Chạy nó ứng lắm. Nhìn đồ đạc. Liền nặng. Rất là nắn càng đi. Kiên đi thử cho nó cân tắp luôn mà. Không, con này vân vân. Nếu mà đâm thì đây này. Đây, em không, gáy, thẳng gáy lơ. Này thì đúng rồi, gáy không ấy. Đấy, thôi. Thẳng lơ. Không được con này. Nó bị vênh tí. Tay nắm cầm nó chưa được, nó nuột lắm. Cỡ tiền đấy là nhìn cái biển này ưng ý rồi kia này. Về nhá, em về nhá. Phải Hoàng Kiên nhìn cái biển thích C hay 3 con 2 65. Cái cỡ tiền đấy không được phép lỗi thì lại không được. Vậy anh bán cho em ấy. Con này chắc là phải chào thân ái vậy thôi. Nó hơi lệch. Đây là anh muốn anh nắn cái này đây nó trồi thế này. Không nhìn được làm rõ đẹp. Chả để ý. Mẹ kỷ luật quân quyền nó để vặn vẹo đánh hết tất cả đi. Con này đi nó ưng ý quá mày mang già đấy. Không được cái ưng ý đi nó ngon lắm. Được. Thợ già này không được. Đi nó ngon lắm. Không cho phép. Đi thì ngon mà xe này đi không vấn đề gì đâu. Đi thì ngon lắm mà xe nó đều. Để nắn đều nó đi càng. Thôi để cho anh về đón cháu cho nó nhẹ nhàng. Ủa. Rồi ok. Ủa, thôi. Anh về anh điều chỉnh. Về rồi anh về anh điều chỉnh lại. Cho thợ điều chỉnh lại. Rồi ok. Ờ, xin chào anh em nhá. Nhiều lúc khổ, nhiều lúc anh em khổ. Đây, vất vả. Đây là tiếp theo là một chiếc xe đợt em. Đây em này. Cứ về mấy em Việt Nam thì nhìn nó yêu ơi. Anh Thiệp giới thiệu cái. Chào các anh em nhá. Cũng chia sẻ anh em là con đấy nãy vừa rồi là nó cũng bị xô nhẹ tí nhưng mà nó hơi bị lệch càng lệch cổ. Nói chung là lên sóng lên like nhiều lúc nó khó. Bán chắc là xe cộ giờ hôm nay nó bị ngã bị va cứ khiếp. Ôi. 13435 anh em nhá. Đờ đim đầu máy 16 rồi. Đấy. Dán ni lông vẫn đang dán ni lông đuôi này. Anh chưa cái cảnh 25 củ là chơi. Nói chung là rẻ nó chỉ là vấn đề nhá. Quan trọng là đi nó phải bán hàng nó phải sướng. Anh sướng. Em đi về nó phải sướng. Giá nó chỉ là một vấn đề đấy. Mua cái xe thì lúc đắt 1-2 triệu này, xe nó phải lép nhìn mình bán cho khách mình cũng vui. Đấy. Đấy, nói chung các cái xe đấy anh em vẫn bán ở chỗ khác được hết mà anh em đi thoải mái. Nhưng mà nói chung chỉ thợ biết. Đấy. Con này anh Thiệp mua bao tiền đây? Này mua về nhà là 31. 31 triệu, ôi con này cũng rắn giỏi đấy. Nhìn nhìn trông nó vuông vắn. Dán ni lông chủ xe đây. Đấy. Nhìn cái chi tiết này. Đấy, nghe tiếng nổ ấy, hàng nó mọc trông nó sướng nhờ. Đấy, là chủ lót này. Cả chân cần số. Đấy, là nó, ống nước. Đang dán ni lông. Máy nổ đấy. Bọc ra thì anh em nhìn cái càng này, cái càng giữa cái càng mới rè nó cứ thẳng tắp, nhìn nó cân. Đấy, máy nổ nghe nó sướng. Đấy. Anh Thiệp mua này 31 triệu. 31 triệu hợp lý. Hợp lý. 2013 tháng 1 2013. Rồi, rồi. Ông em phải quay em mới quay cho anh cái đầu bò. Máy zin, sơn zin. Đang dán ni lông cả xe. Rồi. Thì ra máy đẹp, đồ đẹp. Đầu đều. Máy 16 thì ạ. Đầu máy 16. Đây em quay anh đầu máy bên này. Con này nó nhìn nó vuông vắn đấy, trông nó không phải đẹp, nó không phải thuộc cái long lanh nhưng mà nó mọc, nó sướng ở cái mọc của nó. Em nó chân quê, móng chân em nó còn mai cua. Em nó chân quê, nó móng tay móng chân nó còn mai cua chứ. Đấy nó còn cáu bẩn, đấy không đơn giản. Đấy. Máy căng. Căng này căng. Căng. Nghe xuống thế. Vẫn còn đang dán ni lông, các cái này dán ni lông bóc ra đẹp lắm. Máy. Biển là biển Tiến, 13455. Máy càng nét là đẹp luôn. Nó sởi nghe tiếng khít khít. Như kiểu gái vẫn còn tinh. Khít khít luôn. Máy càng nét là đẹp luôn, rít rít luôn. Lửa lắp căng đét, kiểm tra hết rồi. Ui giời, lắp hộp các thứ này. Đổi nghề. Cái ẩm này không được này. Cái này riêng cơ. Cái này hôm nay là em nó vừa rửa. Khăn ẩm này không được phép để đây nhá, để đây. Anh em lưu ý nhá, cái khăn ẩm này đừng để đây nhá. Ông cứ cẩn thận, ông giải đây phát là nó ẩm nó gì hết cái này.
Đấy, được để đây được, không có để hở hở đi được nhá. Em nhá. 31 triệu cộng anh em 2 triệu rưỡi. Một chiếc 2013. Đấy. Tiếp theo con future này. Chờ chưa xong. Chờ khách chưa xong à? Hay là xếp xem luôn được. Theo em à? Có chất lượng nó đảm bảo không? Xe future nó lạc vào đây liệu hồ sơ xe ra không? Anh xe rút hồ sơ. Xe xe chính chủ luôn ạ. Miền Nam, miền Bắc bây giờ mấy các cụ toàn rút hồ sơ xe mệt lắm. 29 triệu rồi. Ông gì ạ? Ông em lên báo này à? Chào anh như này. Anh em nhá. Em giới thiệu tên đấy. Em là tên là Tuấn Anh ở Đồng Hòa. Tuấn Anh này đến bán con Future hàng giả vờ này. FI có thật không đấy? Đâu con này là cơ. Con tưởng là FI thật. Cơ. Không nhựa luôn. Bao nhiêu tiền con này em? 17 triệu ạ. Ôi. Cao quá mà. Em ơi cao quá. Xe chất lắm đấy ạ. Quốc Khánh còn con Acelo giá rẻ nào không xếp? Hết hết rồi nhá. Hết rồi. Hai hai con giá thanh lý rồi là giá loạn chết thanh lý luôn rồi. Anh không để 6. Anh Đông anh lấy về anh khen đúng không con đấy? Lại ngon. Em ơi cao quá thôi. Hai để 6 em đọc thế mất công. 12 triệu. 12 triệu sợ được. Có bán không? Mới sợ không được thôi chứ còn chắc là được. Không. Máy xe nó ngon lắm, chất lắm. Nhựa nhất, dán ni lông. 6. Máy ngon lắm, chất lắm. Tên này. Xe chính chủ ạ. Máy thu thít. Em ơi lấy đèn pin xoay cho anh cứ xoay tít xem đi. Đấy ra lấy đèn pin. Cái lúc anh xem này em phải xem cùng cơ. Để anh hai mấy anh em cùng xem. Chủ yếu là quảng bá anh em những cái xe này để cho các anh em có thêm kiến thức để buôn, để mua. Ngoài ra mình bán xe cũng phải cả đất nước cùng lên tiến lên. Vậy là cái người không biết gì cũng buôn xe nhá. Nói thật với anh em buôn rau, buôn cỏ, buôn xe máy nhá. Buôn cá cũng sẽ buôn xe máy. Thế nó sướng rồi đấy. Cả đất nước mình cái tri thức nó càng nâng lên. Đấy. Máy con này chạy ngon lắm. Con này tiếng nổ máy ngọt. Chạy sướng lắm. Máy cái dòng này chạy ngon. Đấy. Con này thế máy chạm rồi, không mua được. Chạm con này 11 rưỡi, hết thuốc. 15. 15, không được. Có xong không? Không xong rồi để anh chuyển khác. Thêm, ừ, cho em. Thôi có bán, không. Có mà không thôi em. Tại vì mua là cũng từ già đấy thôi. Thôi anh, con này anh không phải vị của anh. Nếu mà chú bán anh thì anh mua, anh thích thì anh mua thôi. Biết thế nhưng mà máy con này nó ngon lắm, nhựa nhất, giá đến lông. Xe hình xe là cứng cáp lắm, không phải xe là xe nhè nhè đâu, xe là cứng cáp lắm. Thôi nó muộn đấy mày. Chương trình nó chỉ có 1 phút 3, 1 phút 3 đây. 13 triệu. Thôi không được. Đó anh Kiên bảo cho anh, bảo cho anh Kiên xe là chất mà. Thôi đây giới thiệu thân xe này đi, anh em mày cứ thích này nỉ, khổ quá. Em có bán không? Có bán không thì anh không mua được, dừng lại không mua được. Dừng lại không mua đâu. Không được lại nhiều đâu ạ. Tại vì xe nó chất đó. Thôi thông cảm cho anh, máy của em máy chạm rồi. Anh phải cộng tí thôi. Em có nhất trí rồi, ôi này nhỉ. Xe nó đông em ngon. Thôi ok, chuyển sang con này đi, đỡ phải mua. Nhá. Em đã bán 11 năm anh ạ. Ba thằng em này, cứ này nhỉ, đéo gì, giải quyết bố nó xong rồi. Anh đã nói rồi. Vâng. Được chưa? Rồi. Em ơi. Lên like của anh thì nó phải tác phong nhanh nhẹn, mẹ não nó phải kết nối, nó phải siêu thông minh. Em bán 11.500 anh em nhá. Ở đây. À. Mua 11 triệu 500 anh em nhá. Ok nhá, mua này 1 triệu 7 nhá, mấy anh em miền Nam nó có thích thì mua nhá. Vỏ thì vỏ FI anh em ạ. 2006 mọi người nhá. 11 triệu 500 cầu 1 triệu 7 nhá anh em nhá. Biển 29V5 anh em ạ. Máy móc nó ngon. 3240. Nói chung mình mua giá cho thị trường thôi, chứ có xác định rẻ quá thì không có. Nhưng mà thôi anh em nói chung là cũng phải để. Ok, chờ mua hàng nhá. Mình phải nuôi 40 công nhân ở đằng sau. Anh em bán anh em. Hàng cũng phải có tí mà người đi cũng vui, tất cả chúng ta đều vui. Có thể là còn ship có xe này ship tận Cà Mau, Châu Đốc, An Giang nhá. Mấy đại ca nào An Giang ship về tận nơi cho. Đấy. Một chiếc Novik. Mình
Novik 155 nha anh em nhá. Con này bản 155 bản VVA đấy ạ. Rồi. Bản mới, bản màu đen sần, nó quay một vòng. Con này biển 36 anh em nhá, biển 36B849792. Em xem là đăng ký cái này 2022 sao, chạy quá mấy nghìn cây thôi. 3.200 cây. Con này mua 40.600 nhá, cậu em 2 triệu. Thế thôi mà chương trình đấy. Hạ giá là hợp tình hợp lý. Đấy. Mấy con này trước giờ qua ông kia like 2021 anh em ạ. Anh giới thiệu con này đi. Anh cho ra đi. Đẹp mạng 6 nàng. Giới thiệu anh em là bản FI màu đỏ mà rất nhiều các anh em đang hỏi đấy. Máy zin anh em nhé, máy zin sơn đẹp lắm này. Nẹp mạ inox 6 nan. Đấy. Cái pha nhá, anh em nhìn cái pha này. Trong veo. Phan Thắng ơi chờ tí nhá. Hàng rất đẹp luôn. Vừa mới mua xong hàng nóng hổi anh em nhá. Rồi. Đấy. Trước là hàng nóng hổi màu thành cho người mệnh hỏa mệnh thổ. Đây màu đẹp nhá. Đẹp, màu đỏ. Trong máy zin kiểm tra hết máy móc nguyên zin. Chiều tà này mà dựng con xe đẹp nhá, nhìn mẹ nó cứ huyền bí, nó hút hồn đâu. Rất nhiều anh em đang hỏi cái dòng này nhé. Bán không bao giờ hết lượng tan hiếm được. Ôi giời ơi, nhà bán thút thít nhỉ. Biển C nhá, Hà Nội phố. Đấy. Máy zin anh em nhá, cam kết là máy nguyên zin. Bản 6 nan nẹp mạ rồi. 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 Đấy. Đấy. Quay anh này. Này. Cái hồn của nó. Giữa tầm chiều tà nhá, hoặc là hoàng hôn đang buông xuống mà xem xe máy thì nó là thôi là niềm đam mê rồi. Bao tiền con này nhỉ? 20. Vẫn rẻ. Không phải làm gì anh em ạ, không phải bóc ly lông về. 20 triệu một con này, ôi cái mặt này. Sướng. Trời ơi. Rất hợp lý, anh em lấy về là chơi đi luôn. Trời ơi, này, có yên này. Giá nhập 20 triệu. 20 triệu. Quá hợp lý. Quá hợp lý, mùa luôn. Ok, giá hợp lý nhá, cộng nhanh em 2 triệu. Đấy, chung tinh thần đấy, nó hợp tình hợp lý thôi. Anh em nó rất là phù hợp đấy, máy rất phù hợp. Êm, không tiếng động này. Hùng hục, kinh khủng. Nói chung là dành cho anh em đam mê dòng này, dành cho anh em giới buôn bất động sản hoặc môi giới bất động sản đi những con này nhá. Là khách hàng nó rất là mất, anh khách hàng là rất mất cảnh giác nha. Anh em đừng đi xe SH, xe đẹp quá, nó lại không ấy đâu. Ừ, anh đang like em nhá, đây lát trả lời. Đẹp quá anh. Đấy Phan Thắng ơi, giải quyết con này nhá. Đây là một chiếc A-Black 150 nha anh em nhé, bản 2020. Rồi. Mà nó là màu xanh rêu nha, biển là lận quay Lạng Sơn này. Hạ cái ô xuống. Quay 12X1 24336. Đấy Phan Thắng ấy, quay cho Phan Thắng xem ấy. 12, đây Phan Thắng nha, Phan Thắng xem con này. Đúng màu xanh rêu nha em nhé. Đắp mấy con kia ra xong dồn cái này vào. Đấy. Bản 2020 150. Đứng coi đây nó tối. Spycle đấy. Bản 150 là bản đây phanh ABS này mọi người này. Đúng màu nha mọi người, đúng màu xanh rêu. Rất là lâu rồi mới nhìn chiếc xe SH A-Black màu xanh rêu này. Đây phanh ABS mọi người. Đấy 2020. Xe này đi có 8.300 cây nha anh em nhá. Đây. 8.300 cây. Đăng ký 2022 hả anh? Mua là 36.600.000. Đấy, giá vô cùng yêu thương nhá, giá lợn chết nhá, nhìn anh em màu đẹp không? Màu này màu bộ đội, màu nhìn nó ai biết không thèm nổi đâu, nó in luôn trên yên tem rồi. Xe này xác định là chỉ thay mảnh ấy nhá, chứ không có tem dán đâu, xe làm gì có gì dán. Nó khác bọt đấy. Hàng đẳng cấp nó khác không? Bọt đấy. In luôn trên sơn luôn anh em ạ. Đấy, bản mới rồi. 36.600.000 cộng cho anh em 2 triệu. Đấy. Đây, đầy đủ tem mát này. 38.600.000. Xe mới nhá. Đi bao cây à? 8.300 cây anh ạ. Mới nhá, mới tinh. Rồi. Màu này là màu độc. Mua làm gì con 125 làm gì. Đấy. Rồi. Đổi đăng ký màu sơn. 36.600.000 cộng cho em 2 triệu. Đúng, đúng màu nhá Phan Thắng nhá, đúng màu xanh rêu đấy em ạ. Đây. Một chiếc Way Black anh em nhá, Way Black. Em nó đến từ Thái Bình. Em đến từ Thái Bình. Anh ơi con này cộng 300 cho em. Đây quay được quay này. Rồi. Ra máy ok anh em nhá. Ra máy đẹp này. Sơn sửa này xíu này. Cộng dọn 300. Sáng mua con này 8.500.000 đồng. Biển 17B5. Giá mua giá đeo rẻ như con. 1.599. 2015. Công nhân đi, xe gia đình đi, công nhân mua về cho quân quyền đi, chơi đi bời đi, chạy vậy, lung tung, xếp hàng.
anh em có thể Grab bay chạy xe ôm làm con này 8.500.000 đúng không? Gọi 300 là 8.800.000 đấy. Thôi nói chung là nhẹ nhàng anh em, giá vô cùng yêu thương nhá, cộng cho anh em này 1.500.000 nhá, rất hợp lý nhá. Máy đây, máy đẹp, đây. Máy ngon, máy đẹp nhá, vành bánh tam lan vàng ươm nhá. Anh em các thọ thuyền các rơi cũng có thể mua được về bán kiếm đồng luôn các cháu nhá. Giờ này vừa rồi những anh em thợ thuyền các nơi có thể mua được về bán, nói chung là vẫn làm được 1-2 triệu. Thế thôi, giá này giá cũng là hợp lý đấy, nó rẻ, rất rẻ. Phan Thắng đang hỏi con này là đúng màu không hay là đổi màu? Đúng màu nha em nhé, đúng màu em chốt. Xe này Thiệp vừa mua, Thiệp vừa mua con một con xe này. Đắt ở đây cho sáng này. Em ơi bật điện lên, bật điện lên cho tỏa sáng này. Không bao giờ SH rẻ như bây giờ anh em, rẻ quá cơ. Con này giá lợn chết nhá, SH là cây xanh lá non, tháng 3 ngày 8 anh em nứt vỡ rất nhiều. Đấy, 150. Tất cả anh em nứt vỡ rất nhiều, SH rẻ như cho. Đấy. Đúng là chính chủ đó anh em ạ. À. Đấy, 150 anh ấy vừa ngồi trong nhà mình đây, vừa chụp ảnh trước được. 17:13 mình với anh ấy đang chụp ảnh anh em. Đấy, chính chủ anh ấy luôn anh em nhá. 150 2021. Tháng 10, đây là bản của cái form mà nó có chìa khóa 2 nút rồi. Xe dán ni lông cả xe. À, đôi gương còn nguyên zin này. 79 triệu. 79 triệu. 79 triệu. Khóa một đôi mà là khóa là cái bản 2 nút anh em nhé, 2 nút này. Đấy. Xe còn đang dán ni lông cả xe. Rồi. Chủ lên sport vành đen càng đen tay sách đen hết rồi. Anh em lấy chỉ việc đi thôi. Anh em nào bóc ni lông đánh bóng lên nữa thì miễn chê. Rồi. Biển 29E1 79882. Rồi chào Vũ Hoàng nhá. Rồi. 79 triệu nhá, giá là chết. Ok. Anh Khổng Minh lại làm con nào đây? Rồi, ok. Rồi. 79 triệu nhá, cậu với nhau con này. Rẻ. 150. 150 CBS. Trong năm đúng là 125. 2021, xe chính chủ viết giấy, một chủ phía đầu màu trắng. Nói chung là anh em nó là bạch công tử. Số km hiện tại. Lốp còn nguyên một đôi. Hơn 3 vạn. Đấy, lốp còn zin cả đôi. Lốp còn zin cả đôi. Dán lông cả xe. 79 triệu cậu với nhau 3 triệu. Đấy, chương trình thế. Thôi thôi, ăn vừa thôi. Này, em ơi, cho gọn xe để cho anh Khổng Minh. Đấy, đi đi. Cho xe đi. Cài mic nhanh cho anh cài. Đây xuống dưới. Cài. Rồi. Cài cái mic cho xong xin chào anh em. Vì lúc ấy ok đây anh Khổng Minh này đang bắt sóng anh kia quảng kia anh kia Khổng Minh chào anh em nhé. Chào Hoàng Công Việt, chào tất cả anh em trên này. Hôm nay là cũng là mát rồi. Rồi. Nên là chào các doanh nghiệp Hoàng Kiên với tất cả cộng tác của Hoàng Kiên là rất là mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và gia đình hạnh phúc. Đấy thì bây giờ là Khổng Minh tiên sinh mang con zin đầu máy cao nhất. Rồi. Coi như là đầu bò chắc là phải rơi vào tầm 100 triệu. Rồi. Yêu cầu doanh nghiệp Hoàng Kiên kiểm định. Rồi. Đầu bò nó phải rơi vào tầm 100 triệu. Rồi. Soi hết vào sáng trưng lên. Rồi. Đấy. Đầu máy bao nhiêu? Đầu máy 824, nó là kích điểm. Đầu máy 824. Đầu máy 824, nó có cả photo chính chủ. Rồi. Có cả photo chính chủ. Rồi. Cái xe này thì gần như là số 1 Đông Nam Á. Số 1 Đông Nam Á. Số 1 có rồi. Không phải là Khổng Minh, không phải số 1 Đông Nam Á. Số 1 Đông Nam Á rồi. Nó giữ bảo quản lắm. Nó giữ. Rồi. Đấy. Rồi. Đấy. Rồi. Đấy. Xem đề nghị chủ doanh nghiệp kiểm tra cả đường nóc luôn. Để ta bắt đầu vào cái rổ đá. Đấy. Rồi rồi, em đứng đây. Tao vào rổ đá. Việt ra đứng đây. Chào em. Đấy. Ok, anh Khổng Minh ra bóng đi. Anh ra 55 triệu, không hô 65 triệu. Xe nó gần như là số 1 đâu mà. Đầu bò nó phải rơi vào tầm 100 triệu. Đầu bò nó phải rơi vào tầm 100 triệu. Em kệ xin lỗi doanh nghiệp bằng kia kiểm tra nốt gầm đường. Đấy. Gầm đường nó gần như là không quay. Nghe Khổng Minh nói chuyện giống như sổ số ngày nào cũng quay. Không, sổ số quay là phải có giờ và phải có hiệu quả. Chứ ông ánh độc đắc, ông toàn thua. Ông toàn bán nhà. Ông mua cái con đề độc đắc mà ông toàn tập đâu. Toàn hội đồng nó xé vé, nó cắt góc. Anh mang Khổng Minh là anh Khổng Minh nói đúng rồi. Xoay thôi, thời xuân thu chiến quốc anh em hô hào là hiểu biết. Nói Khổng Minh nhân dân nhà cũng hiểu biết về chính trị. Đấy, chính trị là gần như là cũng hiểu biết. Đấy. À, các thời lãnh đạo thành phố là vanh vách. Cái này là kệ dán rồi trong dán xít đầu đến đây dán hết dán hết dán từ đầu mới luôn. Hơi lề nhè, nó dán không phải từ mới luôn. Yên này thay rồi nhá. Không, yên này thay nhưng mà nó để cái điên đệm cao lên cho nó đẹp. Đấy, đường nóc nó gần như là phẳng căng. Rồi. Nó không phải chê được vào đâu cả. Khổng Minh mang vừa đi hát trong con này ở ông nào đấy. Không, hát trong là rời hại luôn.
hắt xong rồi không bao giờ mang cái hoàng kim bán nữa mà rồi, đi mà. Lúc đấy sang đây này thôi rồi. Cho coi là tạp hóa rửa ráy lên một tí thôi rồi đánh bóng ngay không bằng con của hoàng kiên rồi, hoàng kiên có một đánh bóng nữa. Có một công chúa nào rất cao giá hôm nay hỏi la la bảo là con em hồi thì mừng cho hoa hoa hậu mà người mẫu đấy xe thì không phải chê khổng minh ít thôi mọt hết rồi khổ hết rồi đấy mọt hết rồi không một tí thôi khổ quá có một tí tẹo đi thôi thằng tạp hóa này rồi một tí thôi nó một tí đây đây soi đi nó một tí thôi rồi đằng sau tư lượn lên cửa hàng tư lượn đầu bên rồi nó một tí thôi đã nhìn thấy rồi đấy nó một tí thôi chứ không có mà hơn nó một tí chấm thôi được với bộ tem được đấy nó có một tí chấm nó có một tí chấm rồi nó một tí chấm rồi đấy đấy nó có một tí chấm máy công nhận những cái loại xe đầu bò nó đẹp chạy sướng thật biết bệnh thật đấy không được khỏi chưa chưa này ôi anh Minh nhá anh đọc 55 rồi rồi em thì đấy là quan điểm của anh còn, không đấy nó phải có thịt có cá món có rau rau tươi rau sạch không ấy hết đấy. Anh Phạm Đăng Dương bảo là 26 về gì cả à, không không ý ở trên anh trên đấy anh nhìn không rõ nhưng mà thôi chưa chưa chương trình này em cứ gửi không. Anh con này 38 anh nói thật với chú nhá thằng Nguyễn lúc đấy anh bảo thằng gà tre nó cứ bảo mày mua với tao với Hoàng Kiên nó là cả anh em rồi. Không cần phải trình bày so bì với cả người nào người kia mình rồi. Biết mình Hoàng Kiên biết Hoàng Quyên anh để cho chú coi như là tầm 50 thế là không phải 38 nhà con này vẩy đâu anh được bán bốn mấy vẩy đâu bán được anh không bán đâu em ơi xe đầu máy 84 có cả photo em ạ xe này không phải trình bày Phạm Đăng Dương tay nắm đấy. Bên tay trái thủng anh ơi đúng ôi rồi kệ nó xe nào đâu tay lái đâu tay nắm nó đẹp không đâu tay nắm thủng đấy kệ nó mất được khoảng là 700 đấy không biết là cái thế đấy nắm kinh nhưng mà xe nó dán đi đâu mà xe 5678 đấy đấy Phạm Đăng Dương em có khả năng chạy thử tí đi nhỉ em chạy thử tí đi nó cân xe nó mới thành công khổng minh nổ như súng đấy không nổ thì nổ cũng nổ về như cho anh liên. Em nhau hiệu quả đây. Chứ okay. Không có nổ mà để anh em mỗi con xin lỗi Hoàng Kiên con cụt con què con cụt đuôi nó cao không phải về nói con cụt đuôi con chim lùn cụt cao anh không nhìn ít đấy ít thôi nhé không nhiều đấy con cụt con què nhé, không mấy nhiều. Trăm bạc mà thôi vì lỗi là lỗi của khổng minh tiên sinh không nhìn cái cụt kèo không sao thôi bán rồi không thôi không vẫn, xin lỗi thế vẫn, là mày chứ con mà nhiều khi ông lọ ông trai mang xây món Hoàng Kiên không tiếp đâu ông vía ông là cao xong rồi còn bán nữa trả ra gì đến là nửa tháng không bán được con xe thì rồi. Đi làm ăn gì với Hoàng Kiên một ngày Hoàng Kiên chi phí ra đấy là mấy chục triệu một ngày đến đây là vặt chưa kể tiền nhà tiền nước đấy 100-200 triệu một tháng mày, nó tiền tỷ đấy chứ không phải vừa đâu rồi. Đấy. Đấy anh em thì nói thật sự cũng có cái tình cảm đấy rồi. Từ thời Xuân Du đến trước thì tàn văn te thì cái thứ nữa còn xa lắm rồi thôi bỏ đi cái thế hệ đấy bây giờ là mình làm việc thiện và việc lộc anh phát lên tít lên 117 anh em anh lúc nào cũng có cái kiểu như nó có một cái lộc là đi đâu cái cò nó cũng bầu kín rồi dương bằng run mê lợi cồng kênh và hải bin đấy à cái thằng quân Trung Lao hút rồi nhá thôi không nói nữa quân Trung Lao tập tánh rồi quân Trung Lao là quá bì quân Trung Lao đấy mà hồi xưa quân Trung Lao thì em là thì quân Trung Lao này đè cả Tuấn Vua Sáo rồi Đức đấy, đấy, hôm nay anh phải xin lỗi chú này mang cái súng đấy thôi Khổng Minh nay nói ít thôi nói nhiều đấy anh Đức Tiến mà đeo mít cơ rồi xin lỗi Hoàng Quốc Việt đang chiếu tướng bắt xe của mình đây nhưng mà nói ít thôi đúng không đấy anh Đức Trần anh bảo là anh Đức Tiến anh bảo là chuyện đeo cái mic của anh Khổng Minh xuống cái cặp quần chứ cặp quần thì đấy rồi Khổng Minh đang lo rồi anh cũng đói nó tụt quần mất đấy Khổng Minh thôi anh Khổng Minh nhá thôi trước tiên gửi anh 4 thoại anh đấy và giá đấy rồi anh phải có được mấy mồi anh bán không văn vở cả lúc nào con này thằng Nguyễn không bị so bì người ta việc người ta nên bảo bán 45 triệu cho em là lúc nào cũng chắc chắn được luôn em nhìn đấy không phải đâu con này thì không phải 40 thì không được đâu em xem anh để em 40 không được đấy người nó vừa phải thôi anh không em bán được rồi không phải thôi để chú 45 triệu để anh em thôi bán em 40 không mấy đấy xe em tình cảm 2824 rồi máy 824 rồi thôi 44 triệu không anh em mới bảo lấy 40 rồi em anh đánh không đánh có mua ai củ không bán được đâu em, không phải nói thật là xe này nó gần như là anh, nó giò rồi 4
40, em bán lên 560, nó là 824 rồi mà đã không giải quyết được gì. Con Jim này gầm lườn như thế này rồi này, Yên này ngồi ôi 405 không thợ xây cho nó 42 triệu đi, anh em dắt vào. Thôi để bắt tay ông kia được cuối cùng. Mà chợ chiều chợ tối cô ta cũng mệt rồi. Anh hôm nay hơi mệt mệt thì 41 triệu anh bắt tay rồi. Anh bắt tay 41 triệu vào đi. Thế là anh em thì chào anh em nhá. Anh này phải hôm nay thấy mặt doanh nghiệp định tự nên là tự át chủ bài. Gần như là đấy là thôi. Chào cứ việc chào anh em trên này nhá. Chúc mừng cho vợ chồng Hoàng Kiên làm ăn phát đạt. Và mọi người trên mạng gần như miền Bắc rất nhiều. Rồi dần dần cả miền Nam ra đây mua xe của anh kia. Rồi, ok. Anh nói thế này. Được cái anh có lọc tất cả xe của anh nhưng trôi hết rồi. Anh mặt đỏ quá, lúc nãy anh sang. Rồi. Vì thấy đông quá anh bảo thôi về nghỉ. Rồi, anh mặt đỏ quá, chứ không không đi em dẫm cho ai cả. Rồi. Cảm ơn nhé. Rồi, chào tất cả anh em nhé. Vâng. Rồi. Anh vào, anh đây anh vào bên đây bán nhá. Ok, bỏ ra thôi lần sau phải lắp cái mic và cạp quần nhanh thôi chứ con không có gì. Nói biết là tai. Một chiếc xe đầu máy 824, nói chung anh rất là anh em rất thoải mái đây, mời máy zin anh em nhé, máy zin đấy, sơn zin máy zin anh em nhé, sơn zin máy zin không xài khổ không? Em phải mua Trần Đức tem zin nhá, đây tem zin của nó nhá, tem thái zin của nó ấy. Được cái mỗi cái trục này này nó nhìn nó hơi đầu trục gặt nó bình thường, nói chung là cái là thôi nó 41 triệu nó cũng là phù hợp anh em ạ. Đấy, một chiếc xe này nó cũng quá là phù hợp này. 29L1 56087, anh em nào sinh năm 1987 em nhỉ? Nói nha. Có cái tiếng nói. Em phải tắt đi chứ. Con xe này là 41 triệu nhá, cộng cho anh em con này 3 triệu. Chương trình thế nó thật ra là cũng có hợp lý mà. Được cái là anh Hồng Minh rất có lộc, mình được cái là thôi tất cả những xe về anh em chơi đều được nhá. Sơn zin, máy zin nhá anh em nhá. Đầu máy 824 giá quá hợp lý, như con xe 6 70 triệu luôn nhá. 44 triệu nhá anh em nhá. Rồi 150 PSX 150 để... Em ơi thôi nhá. Thôi thế thôi. Ừ. Thế đây còn khoảng 5-6 con xe nữa là like nữa là xong. Em cho ra đấy. PSX anh em nhá, 150cc. Tiến thôi à. Ngày gặp mấy ông bán như thế này thì đau đầu. 150cc giờ Honda không ra những cái bản PSX à, này nữa rồi Ngọc anh em nhá. Toàn Thụy. Ok. Quay một vòng đi. Tuấn Vũ Khổng Minh dạo này sao thế, nói chung là thôi kệ đó chứ. 55 nhưng bây giờ vẫn bán 42 thì mình 41 là bình thường. 150. Nói bể cái mic luôn thôi, thành tâm. 4.200 cây nhanh anh nhá. Rồi. 4.200 cây đó 2020, 2022 gì đấy. Rồi. 2022 thì phải biển 29M192751 anh em nhá. Rồi. Xe chạy có hơn 4.000 cây thôi. 4.200 cây bản 150. Đất nhá, dòng này đất lắm anh em nhá. Cuối cùng hết sản xuất anh em nhá. Đăng ký 2022 nhá. Đấy, dành cho anh em. Bản 2 lít. Đây, bản 2 lít đấy nhá. Cao to đẹp dài đấy anh em ạ. Đây, quay cái mặt xa này. Nhìn mặt đẹp không anh em? PSX anh em nhá, bản 2022 chạy có hơn 4.000 cây anh em nhìn đẹp không? Trông hơi bị hầm hố ấy. Con này mua là 68.800. Em ơi, điều chỉnh xuống này 2 triệu nhá. 68.800 nhé, xe bản 2 lít đã ngừng sản xuất tại Việt Nam. Không có xe này dành cho anh em nào, thật sự những anh em đam mê dòng này. Xe mới đắt lắm. Cộng cho anh em con này 2 triệu. Em lùi cho anh con này 2 triệu đấy. 150 nha anh em nhé. Rất là hợp lý nha anh em nhé. Tất nhiên là dòng này bản 2 lít này, đây cái bộ phận này xăng và điện này. Ăn hết có hơn 1 lít trên 100km thôi. Đấy. Xe đăng ký 2022 nhé, xe này mà đăng ký 2022 vừa đăng ký xong. 4.200 cây. Đây anh ơi, con Blade 150 này. Đây. Blade 150 anh em nhá, con này đời 2022. Rồi. Mà biển Phú Thọ. Đấy, quay xanh ABS 150. Anh Tuấn Vũ vừa cọc Future 1 rồi mà em, anh Tuấn Vũ. Ok, anh Tuấn Vũ cảm ơn anh Tuấn Vũ nhá, anh chia sẻ bài giúp em nhá. Ra máy đẹp anh em nhá. Một đời 2022 đấy. Tuấn Khanh Trần. Biển 10. Nói to sợ quá chốt phải chốt. Phùng Quốc Tình. Em chào sếp, chào Phùng Quốc Tình nhá, Nguyễn Quân. Biển 19K1 anh em nhá, 42859. Anh quay từ từ, anh quay một vòng từ từ thôi. 2700 cây anh em ạ, đời 2022, biển 19, phanh ABS màu đỏ đun. 150 nhá mọi người nhá. Rồi. Bản 2022 đấy ạ. Đây, phanh ABS này, phanh chống trơn. Phanh cửa phanh ô tô ấy. Đây. Quay 2700 cây. Con này bán lô nhá, con này bán lô vốn đấy, mua là 46 triệu bán lô vốn đấy.
2.700 cây. Mua 46 triệu nhá, lỗ 2 triệu bán 44 triệu. Lỗ 4 ấy. Chiều quá lủng điểm này. Đấy, mình thích cho đẹp mình mua. Đây có kỷ niệm cho cái sạc không dây nhá. Trong này có một sạc không dây, bộ sạc không dây nhá. Đấy, bộ sạc không dây. Anh em iPhone và các đồng điện thoại đều vừa hết nhá. Anh em đi không bao giờ sợ phải mất điện thoại. Đời 824, đời 2002. Một chiếc Jupiter anh em nhá, Jupiter FI. Có một vạn cây, một tuổi. Đấy. Jupiter FI, con này đời 2021 anh em nhá. Rồi. Con này cũng mới về thôi, mới về tại cửa hàng. Rồi. Lên sàn bản RC, biển 37B310347 nha, con này mới đấy, về anh ra. Em đầu lai đấy mua đấy. Đấy. Con này mua bao nhiêu đấy em ấy đầu lai vừa mua. Kiểm tra em con này biển 37 mới về. Biển 37B310347. Jupiter Gravita anh em nhá. Bản RC anh em nhá. Hàng đẹp nhá. Đẹp lắm, mới tinh. Bản sàn này mọi người nhìn. Cháu nó có 10 tuổi thôi. Xe đẹp quá. Đấy. Nguyễn Văn Nghệ. Nhìn đẹp không? Tuấn Vũ mua xe của Hoàng Kiên nhiều. Hoàng đây. Kiên cho thẻ kim cương đi nhé. Đây. Ok Tuấn Vũ ơi, ok. Mới không anh em, mới không? Cảm ơn anh Tuấn Vũ nhá, đã ủng hộ em. Bộ pha kính này. Vâng. Pha kính đẹp không? Ok ok. Rồi. Rồi anh Minh chào anh em trên này đây. Chào Việt Trung nhá. Việt Trung rất đẹp luôn. Như bây giờ các thế trẻ giờ là tương lai thắng rồi. Nhất là con kia hôm nay cao luôn. Cao. Ơi cháu ngoan lắm. Cháu quá ngoan lắm. Cháu nhà em ngoan lắm. Nhà em cái cháu nhà em nó toàn đó. Bọn nó như kiểu tây ấy, cũng cao, toàn tây toán 1m7 1m8. Con gái 1m7 mấy hết. Sữa quả đăng ký rồi. Giấy báo. Không thấy họ thằng mua cái giấy báo mua. Rồi đăng ký giấy báo mấy nhiêu. Rồi. Dạ vâng. Đấy, Jupiter giờ C anh em nhá, chạy có 1 vạn thôi. Một vạn đen sẵn anh em. Xe này mấy cả đăng ký Hà Nội khoảng hơn 23-30 nhé. Đúng rồi, Phú Quốc Tươi nhé, con này cả đăng ký Hà Nội hơn 30. Mua 18 triệu 500 anh em nhé. Con này cả đăng ký Hà Nội hơn 30 nhưng mà con này mua 18 triệu 18 triệu 500 anh em nhé. Về tận nhà khách một. Giá nhập vào 18 triệu 500 cộng anh em con này 1.7 triệu. Thôi tinh thần đấy. Đấy. Rồi. Không sao. Tiếp theo một chiếc Future đời 99 anh em nhé. Bán nhiều xe bán rẻ, không có gì là bán nhanh mà bán rẻ. Đấy. Con này mua 10 triệu đấy. Thiệp vào mua 10 triệu. Quê Nguyễn An, anh kia ơi cho em một giá. Con gem Việt đẹp đi. Tí Việt đẹp con đẹp nhất là 69 triệu nhá. 3.000 cây. Ra máy vừa xe này chắc vừa phai phải. Giá vừa phai phải cho anh em đi ăn đi làm nhá mọi người nhá. Đấy. Xe vẫn đang nổ đấy. Quê Nguyễn nhá. Xây nhăn vàng nhá mọi người. Nguyễn Kiên mua xe rất bản lĩnh. Nguyễn Hoàng ok, cảm ơn Nguyễn Hoàng ạ. Cổ Minh càng này. Nói càng thấy lan. Bô gì nè. Cùng từ quốc tình năng nhặt chặt bị đúng rồi ạ. Okay. Quay cái đầu bò ấy. Con này giá mua có 10 triệu đúng không? Mua có 10 triệu ấy. Đây. Đầu bò đẹp nha anh em nhá. Đầu bò ngó ngó nè, cho ngó máy được máy gì đâu. Ô máy gì thấm hết gì thấm mùa xuân. Nhập vào con này 10 triệu à? 10 triệu. Con này mua 10 triệu cậu em 1 triệu rưỡi nhá. Đấy, cộng có 1 triệu 500 nghìn thôi anh em nhá. 11 triệu 500 nghìn với chiếc giá hợp tình hợp lý luôn. Future một đời đầu anh em nhá. Đời năm 1999. Đây, rất là nhiều những chiếc SH. Nói chung là mỗi thứ tí trông thôi. Anh ơi, còn con SH. Đầy thấu luôn. Rất là chỉ con SH. Anh ơi, không có xe nhá mà. Rất là chỉ con đấy xuống. Thôi để đây, lên. Đây, giới thiệu luôn đi, em ơi. Đây, một chiếc SH nha anh em nhá, một SH. SH2020 anh em ạ, 150. SH 5.800 cây. Rồi. 150 anh em nhé, 150 ABS này. Đi. Đấy. 150 ABS. Đẹp không? Anh em. Rồi. Quay đi. Một vòng cho anh em. 2020 nhá anh em nhá, 150 phanh ABS. Giá nhỉ, rất mê nhá anh em nhá. Này, anh em nhìn đẹp không? Ống muống này, anh em nhìn này. Đẹp không? Biển 29T198972. Đấy anh giá em vô cùng yêu thương, giá rẻ nhá, giá rẻ rất mình luôn. Sinh năm 1972. Đấy. Vào con này có bây giờ các thứ vào từ gần 84 triệu, gọi là 84 triệu nhá. 84 triệu một con 50 ABS biển Hà Nội này nói chung là quá rẻ cho một con kinh. Quá rẻ. Cộng cho anh em 3 triệu. Đấy một chiếc xe là SH này. 150 ABS. Đấy, 2020. Này anh em nó phải lãi 7-8 triệu. SH lãi 2-3 triệu không ai buôn đâu.
đấy anh em chia sẻ, nhưng mà thôi mình cái bán lấy số lượng xe chất lượng cao nhá, xe đẹp luôn đấy, xe mới con này nó là 109 triệu, chưa đăng ký, đăng ký 10 triệu, 119 triệu mới tinh, thì là 150 triệu quá rẻ rồi. Em ơi giới thiệu anh nốt con này đi. À, tiếp theo một chiếc xe Dream Việt Nam đời 2012 nhưng mà chạy có hơn 3.000 cây luôn. Xe xuất sắc luôn. Thấy chốt con Khổng Minh Tiên Sinh nhé. Anh chốt con một Khổng Minh. Khổng Minh Tiên Sinh nhỉ? Nhanh thế. Vâng. Thế Khổng Minh Tiên Sinh với con Dream Thái. 3.200 cây nhanh anh nhất, chuẩn 3.200 cây luôn. Xe tóm lại là 69 triệu mua một cái đại gia gỗ ở Phú Thọ. Đấy, Hoàng Dung đi mua và hiện tại em nó nằm đây đã được gần 1 năm rồi. Gần đến ngày sinh nhật thì nó chưa ai đến rước nó. Đấy, con lợi ông đi qua, con lợi bà đi lại, ông bà đón hộ rước hộ một con xe đẹp của em đi tí. Em mua là, trình bày các quý vị là em mua là Hoàng Dung mua 68 triệu. Một chuyến xe tải lên 500. Thanh Khê, là Thanh Thủy, Phú Thọ nhỉ? Cổng đâu, cái gì nhỉ? Vĩnh Phúc chứ. Vĩnh Phúc. À, biển đâu, biển Vĩnh Phúc, lên tận Vĩnh Phúc anh em ạ. Vĩnh Phúc, Hoàng Dung lên đấy, cũng... thì hình như chưa bia rượu gì, hình chưa có sang cộ đường xá Hà Nội Lào Cai, chưa có gì. Lúc đi đường đấy, cho lên xe ô tô, em nói các bác biết, ai nhìn xe này rồi kiêu lắm, lúc đấy kiêu. Nhưng mà về đây thì nói chung không biết nó bị làm sao ấy, mà sao nó chờ đợi một ai đấy mà đến bây giờ gần như sinh nhật mà chưa có ai mua, chưa ai hỏi. Chưa có duyên. Không biết tại sao, bao nhiêu đứa lấy chồng hết rồi mà, có mỗi mình nó. Năm nay nó 36 tuổi rồi, nó chưa ai lấy. Ồ. 3.200 cây nhá, một đại gia gỗ. Lỡ thì lại ra gỗ. Lỡ thì. Mua là 68 triệu nhá, thôi bán 68 triệu thôi, toàn bộ công cán tôi cho hết anh em. Thôi tôi chỉ lấy vốn thôi. Tôi để đóng lãi ngày thì chính thức là 1.000 một triệu trên một ngày. Hiện tại là 3721, một tháng mất 3 triệu, 2 triệu mốt mà hiện tại là gần như 1 tuổi rồi thì hiện tại đóng lãi mất gần 30 triệu tiền lãi cho xe này rồi. Bây giờ chưa thì kể tiền bến bãi trong xe. Anh Trường Lê ơi, con này 68 triệu nha anh nhá. Hiện tại hôm trước là về cũng là giúp hộ nhau thôi. Đấy, cũng vay lãi ngày, chính thức là vay lãi ngày, là hiện tại là đóng lãi vay lãi ngày hết, giả lãi mất 25 triệu rồi. Đấy. Mà mua 68 triệu bây giờ là bán hòa. Tiền xe thì gộ tương lai làm lỗ, con này mất 30 triệu. Trần Đức bảo là viết biển số ra giấy đốt lỗ mất 30 triệu. Đấy. Đấy, các ông các bà có ai có quan tâm thì cố gắng thương em nó, đón về hộ dùm cái. Đấy, chương trình không phải lỗi đâu, nó không có một cái lỗi gì, không biết tại sao. Đấy, tại sao nó vẫn ở đây. 13.200 cây nhá. Đang chưa. Mới như thế này. 3.200 cây thật sự luôn anh em ạ. Lốp đăng trên nguyên bản nhá. Lốp trên theo xe. Đấy, giải quyết. Vâng, ok. Vâng, ok. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Đấy, yên nào, áo nguyên đây, đôi gương chìa khóa, chìa khóa zin nhá, vẫn zin theo xe. Đúng như vậy, 3.200 cây. Ra chùa à, cắt zin. Đấy, có ai có quan tâm thì hiện tại là Hoàng kia đã đóng lãi mất lãi 1.000 một triệu một ngày. Đấy. Yên đấy Phước. Dr. Thanh ấy cho vay lãi 3 phẩy, đúng thế luôn. Đấy, Dr. Thanh ấy vừa rồi là cho vay lãi 3 phẩy, là giờ đi xích mất rồi. Đấy. Yên tâm, chưa gặp đại gia rồi anh em ạ. Đấy. Gặp đại gia. 3721, 22 triệu mốt, chủ của 1 tháng thì hiện tại là bây giờ 10 tháng. Sang Nguyễn. Đã gần 10, hơn 10 tháng rồi, nó là lên đấy, đóng lãi mất 25 triệu rồi. Đấy. Ước gì chương trình này nuôi nó này hơi mặt nạ zin anh em ạ, xem mặt nạ zin đấy, nuôi nó vất vả quá anh em ạ. Đấy, có ai quan tâm này là con này nhá, xe cũng thật ra nó hữu duyên, nó sao nó ở nhà mình lâu ấy. Không biết tại sao nó kiểu tất cả những con tất cả những con mua cao đúng không anh? Tất cả những con mua cao đều mua, đi lấy chồng mua hết rồi, bán mà con này mua rẻ là không bán được. Không biết tại sao. Thôi em chuẩn là chưa gặp đại gia, qua cái video này cố gắng có một anh nào đẹp đẹp ra đến đón hộ anh nhá. Cháu năm nay 36 tuổi rồi, nó chung là tầm này nó không hết chỗ. Giờ này ai gả là cho không phải mình còn báu vật cái gì cả. Chưa có duyên. Chưa gặp đại gia thôi. Nó là chưa có duyên. Khi nào có duyên thì kẻ 78 thì 70 triệu, 75 triệu vẫn cất được. Vẫn còn luôn. Đổ còn. Ok, các đầu bạc này mọc tóc hơi nhiều rồi. Lâu lắm rồi ấy. Anh đây là chào anh em đây là. Đây là gã đầu bạc anh Hiếu, chào anh em nhá, mọi người nhá. Vâng, đây là gã đầu bạc, ok bắt tay anh lâu quá rồi. Chúng ta lại không có gặp nhau con nào. Đây anh đến bán một chiếc xe này, đúng không? Ở đây chắc chắn là anh cũng phải thuộc rồi. À, Trịnh Nguyên đoán em Dung thôi, Hoa hậu Hoàng Dung. Mình, anh Tuấn Anh, mình đang ở nước ngoài mà ngày nào cũng xem Hoàng Kiên. Ok, cảm ơn Tuấn Anh nhá, anh chia sẻ cho bên nước ngoài đấy. Dung ơi, chính là anh nổi tiếng về Kiên phết ấy. Đi đâu người ta cũng biết mình. À, Dung ơi. Đi về cái loại ô. Sang Nguyên. Đó là già các bạn.
Ôi, quá tỉnh không? Kiên với Kiên đấy. Ôi, okay. Người nổi tiếng phết đấy. Nổi tiếng với Kiên đấy nhé. Đấy. Nổi tiếng đấy là Hiếu nha, đại ca rồi. Anh Hiếu ra bóng con này bao nhiêu đây? Còn vẫn còn đấy. Bao nhiêu? Con hôm em giải 95 đấy. 95 à? Đấy, vẫn còn đây. Ngày đấy. Bây giờ là chắc tầm 7-75 là bán luôn. Trong các đầu bạc này lát với người rồi, nhìn trong cái anh này không bao giờ nói sai với kia. Rượu bia nào gan ngủ sao mà sao mà vàng hết này. Trong người hay là nắng đâu. Hay là nắng ấy. Nắng thôi, ngồi nắng. Đá bóng hay là gì? Đá bóng nhiều, với cả nắng, với cả không mua được xe đâu. À, ngồi ngoài nắng. Ngồi nắng với thằng mua được xe nào. Mua kiên không mua chứ anh cũng chẳng dám mua đâu. Không, anh phải có xe, anh đừng mua mấy con này miễn làm gì. Không, anh chỉ mua mấy con Jim. Jim mua đâu ra, Jim không có. Ai chẳng muốn mua để bán cho em. Jim với cả khu chờ với nhất các ấy này, có em kiên không lên sóng này, trong anh em các anh này hơi ngầm đấy nhá, hơi ngầm ngầm đen đây này, đen xì đây, ngồi đen xì mùa hè ngồi. Rồi có tắm biển ở vùng đó không? Không, tiền đâu ra, có bán được gì đâu mà tắm biển, cũng đóng cửa rồi làm cho thất nghiệp cho nên tắm nắng nó ngồi ngoài đấy nắng này đen xì. Họ già nhá, buôn từ năm 1992-93 đấy, họ lâu rồi, nói chung là thọ này già lắm, bạc này quá già rồi. Đại ca sinh năm 1966 nhỉ? 64 ôi trời ơi, 60 rồi, hơn cả lao đầu bạc ở trên 60 rồi, 60 tuổi đấy. Lao đầu bạc đấy có 77, 1970, 71. Anh 64 đấy. Đấy, gọi hôm nay gọi đây là đại ca rồi. Thôi, chương trình là để cho em hôm trước là em giải anh. Anh chưa bao giờ nói sai em cái gì cả. Mà kể cả bây giờ anh vẫn phải kiểu ra đấy, còn trước em giải anh không bán. Chưa em giảm bao nhiêu? 9 triệu rưỡi, em giảm 9 triệu rưỡi anh không bán. Thôi bây giờ nhanh nhá, bây giờ ra đấy một em mua mà em không mua. Lùi cho em 1,5 triệu. Không, em cứ lùi đến 500 anh không mua, không bán mà. Anh cứ bảo hôm nay anh không phải như thế nữa. Một em mua vài không mua thế thôi. Bạc ra này cái khoan bê tông không thủng đâu, nói chung không là có. Cái bản giá nó không phải là cái loại vớ vẩn. Rồi. Anh nói là như thế. Khoan bê tông không thủng nhưng nó vẫn thế, vẫn là bạc. Em hiểu không? Hôm nay toàn xe đẹp anh ơi, đúng rồi. Không phải là xe xấu. Máy vẫn ổn đấy. Thì suốt cái câu bây giờ nó vẫn thế. Đi tắm vẫn cầm điện thoại vào nhà tắm xem anh Kiên like Đào Hồng Tuyết. Đào Hồng Tuyết vẫn còn đấy. Ok, cảm ơn Đào Hồng Tuyết nhá. Trời ơi, không lọ giả anh có bán, không lãi, không bán mà. Anh hiểu không, các đầu bạc mặc quần áo Xuân Bắc. Em hiểu không, nhưng mà cái loại áo này. Áo này là nó hơi ấy rồi, không phải Xuân Bắc đâu. Áo này trông nhưng mà anh nói chung tối lắm. Cái xe lát càng đơn giản, cái xưa khó rồi. Cái xe chất này là chỉ mình có thời gian thôi. Em hiểu không? Thế thôi, còn nếu mà em bán hết thì em mua, không bán thì thôi. Anh vẫn thoải mái mà, anh rất vui. Kể Kiên bảo thôi không mua đâu. Anh cũng rất vui mà. Nguyễn Tuấn Đạt xếp Kiên anh lên. Anh chỉ mong Kiên nó bán mai được nổi thì tiếng mua. Hơn sao hạng A. Kiên nó bán được nó không mua. Anh chỉ muốn Kiên bán mà, anh thật. Anh chỉ mong cho em bán được. Thế lắm anh ạ, là đấy. Chính vì thế anh cũng dám mời thôi. Em anh đi qua anh cứ ra mời em đâu, vì anh rất sợ là vào chúng không bán được vợ ế đâu, thì thôi anh sợ ế thì lợn khỏe hay lợn yếu không, nhưng mà anh sợ yếu sẽ đem thấy cho xấu, tùy theo thôi đấy, sợ nó thông nó trôi không phải về cái đấy. Ôi, nó tóm lại đấy, ế đấy em mua cho anh nha. Thôi ơi 8,5 triệu em đã lên này, em một là giá đấy em mua, hai là em không mua cho anh, vì em anh không được bao tiền, khổ lắm mua cặp trời. Không, em giả bao nhiêu mà không, em bảo là anh là thôi em giả anh 8 triệu. Thôi em rồi. Bảo em đắt thôi rồi, rồi tinh thần này. Ừ, một em mua lại lại diện cho họ nhà trai thì lại quả cho họ nhà trai năm một không nhiều, không có lại là 99 đâu, không có lại mà không lại. Ừ, không lo, em giả anh 95 anh không bán mà lại anh bán mà khổ quá. Em không hiểu phải, anh Hiếu còn chưa. Riêng anh rất còn thoải mái mà như Kiên khổ luôn. Mình đò lát. Rất thoải mái Kiên, anh mất rất thoải mái luôn, nhưng không có lại. Đúng rồi, ga đầu bạc mà đã được tổng. Không bỏ giảm 9 triệu rưỡi, anh không bán lắm mà. Thế bây giờ nhưng anh, mà không có lại. Anh mua con này 7 mấy rồi. Ôi, anh mua 9 triệu rồi, còn thay dầu, thay điếc nữa, còn vệ sinh côn nữa. Ôi trời, làm hai mồi đi cho anh em không sợ xây. Chứ thì hòa tiền à. Làm muốn làm một thứ ba lấy nữa, không được bao tiền đâu mà. Thôi làm không. Mua 9 triệu thay dầu dây tiếc vệ sinh côn đấy mà anh có sai đâu mà. Anh mới Kiên rất thoải mái. Anh Lập Nguyên bỏ cả việc sang ngoài bằng Kiên. Ok, cảm ơn anh nha. Cảm ơn Lập Nguyên nha. Mà anh với bọn em là thì dọa em bán quý 200 bệnh bán. Nhưng mà nó không có lãi. Anh không có lòng nào chia sẻ đâu khác. Không có lòng nào. Thôi, ôi nói nhiều đau hết cả đầu. Thôi tinh thần lùi đi 3 nhá. Lùi đi 2. Thôi, nói chung là em bớt cho các anh trên này gọi là khó. Vì các bạn 200 nó cũng chẳng giàu. Khó thì lại em lại quả thôi, ok. Anh rất đơn giản, ok mà. Rồi, ok. Ok thì lại quả cho các anh. Hôm nọ giải 95 không bán.
Thôi ok, rồi. Nhưng mà không sao. Được là ngày nào đi ngày đấy. Chốt cho anh ơi, Hiếu con này là đời 2010. 2012. Đời 22 à? Chính chủ có photo đây chính rồi, chủ chính chủ sống. 9.300.000. Cộng anh em 1.200.000. Đấy chủ chính chủ sống nếu có một mình, Hoàng Kiên đằng sau có 40 mình. Đúng rồi. Đằng sau Hoàng Kiên có 40 mình, còn riêng anh Hiếu đầu bạc có một mình. Đấy. Tôi không sao. Cảm ơn anh nha, vẫn cứ chờ em đến giờ phút này. Em có thể quay một vòng lại xe cho của anh Hiếu được không ấy? Để anh lấy đồ. 9.3 cộng 1.2 nha anh em nhá. Nguyễn Minh Đức. 10.500. Khăn khổ, thích nhở. Khăn này lau sướng đấy. Cũng ngay ngắn đấy. Xe này dành cho ai mà vợ con người nhỏ mà anh em đi ngõ nhỏ, phố xá. Nói chung là mẹ rồi các cụ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Là già yếu là mua là hợp lý. Nhỏ xinh được cái 2012 đời chót. Ok, chào anh Nguyễn Minh Đức nhá. Mang cả rẻ lau về. Của quá, cái này là của đi mà này là không chủ đi bán. Xác định ôm tác phẩm. Ok. Ok. 10.500 anh em nhé, đời 2012 Classico 2012. Xe sơn zin, máy zin, xe đẹp nhưng nói chung là hàng đẳng cấp đấy. Bạc là mua thì anh em hàng đồ cổ này nó là lành tít. Tên em nó là lành tít nhá, không có hàng mà là hàng giả cổ đâu. Nó là lành tít luôn, nó là men gạo lết nhá. Hàng vé. Đấy hàng chuẩn luôn. Chắc là muộn rồi, mình xin phép mình kết thúc live tại đây đi. Nguyễn Tải Tâm, em rể anh Kiên đang quay à, đúng rồi Việt đây, em rể đây, chồng phải Dung ấy nhá, em nhá. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này nhá. Có ai nếu mà có những chiếc xe đẹp hãy liên hệ với mình nhá. Mình cũng đang tha thiết muốn mua. Và anh em có nhu cầu xem live những con xe nào mà mình đã đưa lên giá rồi, cố gắng anh em cọc hộ cái. Nếu còn thiện gia lộc thì con xe nào mình có cọc hơi cao thì anh em có gia lộc cho anh em cho may, nhưng cọc thấp thì thôi. Anh quay hẳn lên cái mặt mình đi. Mình muốn tiếp cận cho anh em nó hợp tình hợp lý. Ok. Em nâng lên cho anh. Xin chào hẹn gặp lại mọi người nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Xin chào.